Mỗi người dân Hà Nhì ở xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Bức ảnh Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại, người cha của dân tộc Việt Nam, luôn được nâng niu trân trọng, được đặt ở vị trí trang trọng, tôn nghiêm nhất. Luôn luôn là học tập tốt hơn đạo đức Hồ Chí Minh. Và luôn luôn phải làm việc gì, nói việc gì cũng phải nhớ đến Bác Hồ. Cho nên rất là tương đáp với Bác Hồ. Người Bác Hồ là người ta già mà, không Bác Hồ phải có đất nước Việt Nam. Cho nên là bản thân tôi và gia đình, ai cũng quý mến là hơn cả cha mẹ đối với Bác Hồ. Không có nói với cộng đồng dân tộc Hà Nhì đấy, là người thờ ra thì Bác Hồ. Đấy, luôn luôn là trong bản thờ của người Hà Nhì đấy, không có ảnh Bác Hồ là không được. Mỗi gia đình người Hà Nhì đấy, là có ảnh Bác Hồ. Để thế hệ trẻ hiểu được về tấm gương sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong các tiết học lịch sử, giáo dục địa phương, nhiều trường học trên địa bàn huyện Mường Nhé đã chiếu những thước phim tư liệu về Bác. Bác Hồ là một người lãnh tụ vĩ đại, có nếp sống giản dị và đóng góp rất lớn cho việc giải phóng đất nước. Trong lòng em tự nhủ rằng là phải học tập thật tốt, noi gương Bác Hồ vĩ đại và luôn nhớ năm điều Bác Hồ dạy. Hình ảnh của Bác từ nhà tới lớn là rất gần gũi và thân thuộc. Dân tộc Hà Nhì bọn em trong nhà luôn luôn thờ ảnh của Bác. Em tự nhủ rằng phải học những tư tín tốt của Bác và kiên trì sinh năng học tập rất tốt. Tưởng nhớ công lao của Bác Hồ với dân tộc Việt Nam nói chung và đối với người dân tộc Hà Nhì nói riêng, trong tâm mỗi người dân nơi biên giới cực Tây của Tổ quốc luôn dành những tình cảm đặc biệt sâu sắc nhất đối với Bác. Trong lòng của mỗi một người dân của Hà Nhì, lúc nào cũng một câu là phải học tập và làm theo Bác. Ý là sâu xa thì nội dung là nhân dân người ta là không hiểu về cái vấn đề về chữ thì người ta không biết. Nhưng mà khi mà người ta giải thích đi tuyên truyền vận động, ví dụ như ở đảng bộ xã, là khi mà chúng ta triển khai về chỉ thị 05 hay là một cái chuyên đề nói về Bác, thì nói về là Bác là phải làm việc trong công việc thì như thế này, mà trong kinh tế này phải làm thế kia. Thì dân có thể hiểu được một phần này, rất là ấn tượng với Bác và trân trọng những cái tình cảm mà Bác đã dành cho không những là của cả nước Việt Nam và đối với đồng bào dân tộc Hà Nhì rất là trân trọng. Thực hiện lời dạy của Bác, đồng bào dân tộc Hà Nhì nói riêng và đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên nói chung, thời gian qua đã cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng vững mạnh, nỗ lực thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.